Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, từ trước đến nay, nước Mỹ luôn được xếp vào hàng ngũ những cường quốc mạnh nhất thế giới. Đây là thực tế không thể phủ nhận. Song đằng sau những bức tranh thành thị phồn hoa, ít ai biết rằng có đến 15% dân số nước này hiện đang phải sống nhờ vào chế độ tem phiếu thực phẩm, nghĩa là nhận trợ cấp thực phẩm miễn phí từ chính phủ. Trong bối cảnh đó, Hạ viện Mỹ do phe Cộng hòa nắm đa số hôm 11 tháng 7 đã bỏ phiếu thông qua dự luật nông nghiệp năm 2013, trong đó có nội dung hủy bỏ chế độ tem phiếu nói trên. Động thái này không khác gì một đòn mạnh giáng xuống những người nghèo tại quốc gia luôn được cho là giàu mạnh nhất thế giới. Vậy, chế độ tem phiếu là gì? Và dự luật này ảnh hưởng như thế nào đến xã hội Mỹ? Mời quý vị cùng theo dõi trong phần đầu của Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay. Bất chấp cảnh báo của Nhà Trắng sẽ dùng quyền hành pháp bác bỏ, ngày 11 tháng 7, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật nông nghiệp 2013. Dự luật trị giá 500 tỷ đô la Mỹ, dày 608 trang, được thông qua với 216 phiếu thuận và 208 phiếu chống. Không có hạ nghị sĩ nào của Đảng Dân Chủ bỏ phiếu thuận, trong khi có 12 hạ nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa bỏ phiếu chống. Mặc dù dự luật vẫn duy trì chính sách trợ cấp đối với người làm nông nghiệp, nhưng lại loại bỏ chương trình tem phiếu lương thực dành cho người nghèo mỗi năm tốn kém khoảng 80 tỷ đô la Mỹ. Đây là sự cắt giảm lớn nhất đối với chương trình tem phiếu lương thực ở Mỹ, nên đã bị các nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ và Nhà Trắng bác bỏ, cho dù trước đó các nhà lãnh đạo Đảng Cộng Hòa đã nói rằng vấn đề tem phiếu lương thực sẽ được xử lý riêng rẽ trước và sau khi Hạ viện thông qua dự luật. Trong phản ứng mới nhất, Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp của Thượng viện, nữ thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Debbie Stabenow cho rằng việc bỏ chương trình tem phiếu lương thực ra khỏi dự luật nông nghiệp là một sai lầm. Nghị sĩ Đảng Dân Chủ Jim McGovern chỉ trích các đồng nghiệp Cộng Hòa coi đây là hành động tước bỏ quyền được cung cấp thức ăn của những người nghèo khó. Trước khi Hạ viện bỏ phiếu, Nhà Trắng cũng đã ra thông báo cho biết Tổng thống Barack Obama sẽ dùng quyền hành pháp để phủ quyết nếu dự luật không bao gồm các chương trình tem phiếu lương thực dành cho người nghèo. Chế độ tem phiếu thực phẩm ra đời bắt đầu từ cuộc đại suy thoái xảy ra vào những năm 1930 ở Mỹ. Chương trình này được áp dụng với người có thu nhập ròng hàng tháng dưới chuẩn nghèo, khoảng 18.500 đô la Mỹ trong một năm cho một gia đình 3 người. Có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng chế độ tem phiếu thường phù hợp hơn với những quốc gia nghèo. Song trên thực tế, số người nhận tem phiếu lương thực tại Mỹ đã tăng liên tục trong vòng hơn một thập kỷ qua. Hiện có đến khoảng 47,8 triệu người ở xứ sở cờ hoa đang phải sống nhờ vào thức ăn miễn phí từ chính phủ. Cuộc khủng hoảng kéo dài kể từ năm 2007 khiến tỷ lệ thất nghiệp luôn ở mức cao là nguyên nhân chủ yếu làm cho tỷ lệ người nghèo khó ở Mỹ tăng lên mức cao nhất trong vòng nửa thế kỷ qua. Các chuyên gia kinh tế cũng dự báo tỷ lệ này sẽ tiếp tục gia tăng trong nhiều năm tới. Lynn Tarito, một phụ nữ với 4 đứa con nhỏ, cũng vừa gia nhập đội ngũ nói trên. Cô vốn là một nhân viên làm việc cho một công ty bất động sản, nhưng giờ đây, khi không còn việc để làm, cô đành phải ở nhà trông con. Điều này có nghĩa mọi chi phí sinh hoạt tiêu dùng trong gia đình đổ dồn lên vai người chồng. Tuy nhiên, tại thời điểm kinh tế khó khăn như hiện nay, công việc và mức lương của một người đã không thể nuôi sống cả gia đình. Vì lẽ đó, Tarito buộc phải gia nhập vào đội ngũ xin trợ cấp lương thực miễn phí từ chính phủ. Bạn biết đấy, cuộc sống thật không dễ dàng. Bọn trẻ nhà tôi đang trong giai đoạn phát triển, nên nhu cầu với thức ăn là khá lớn. Trong khi đó, chẳng nơi nào có nhu cầu tuyển dụng, vì họ cũng đang thử nhân lực. Điều đáng nói là gia đình Tarito chỉ là một trong số rất nhiều gia đình thuộc tầng lớp trung lưu khác ở Mỹ cần đến sự hỗ trợ từ chương trình tem phiếu của chính phủ. Theo con số thống kê mới nhất do tờ nhật báo Phố Wall phát hành, tính đến tháng 12 năm ngoái, trên toàn nước Mỹ đã có gần 48 triệu người thuộc diện nghèo khó. Để tỷ lệ người nghèo khó ở đây tăng vọt gần 16% so với thời điểm năm 2010. Đây là tỷ lệ người nghèo khó cao nhất ở Mỹ kể từ năm 1965. Tại Mỹ, lấy ví dụ cụ thể là ở Miami, có những nơi vô cùng sang trọng như South Beach hay Brickell, nhưng cũng không thiếu những vùng vô cùng nghèo khó. Bạn thậm chí còn không thể tưởng tượng được rằng điều này lại có thể xảy ra ở nước Mỹ. Ở những nơi ấy, trẻ em không có giày dép để đi, những ngôi nhà lụp sụp, tối tăm, thậm chí không ít người phải sống trong xe ô tô. Ở Miami, tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước khi có đến 20% dân số phải sống trong tình cảnh vượt ngưỡng nghèo.
Nạn đói ở Mỹ giờ đây đã trở thành một thực tế khá phổ biến. Các tiểu bang Washington DC, Mississippi, New Mexico, Oregon và Tennessee cũng có khoảng 1/5 dân số được trợ cấp phiếu thực phẩm. Việc giả vờ không có chuyện trẻ em đói tồn tại hoặc che đậy hiện trạng thiếu ăn của nhiều gia đình thật là đáng xấu hổ khi mà hiện có hơn 16 triệu trẻ em, nghĩa là cứ 4 em thì có 1 em phải chịu cảnh bữa đói bữa no. Trong năm tài khoá 2012, chính phủ Mỹ đã phải chi đến 74,6 tỷ đô la Mỹ cho chương trình tem phiếu lương thực, cho phép các đối tượng thuộc diện hỗ trợ nhận 133,85 đô la Mỹ một tháng. Đây là một con số kỷ lục được áp dụng cho chương trình này từ trước tới nay. Theo nhận định của một số chuyên gia, tỷ lệ người nghèo khó ở Mỹ sẽ tiếp tục đà gia tăng đến năm 2014, dao động từ mức 15% đến 16%, nhất là ở các khu vực thành thị. Orlando, Florida. Thưa quý vị và các bạn, con số gần 48 triệu người đang được hỗ trợ kinh tế tại Mỹ cho thấy một thực tế không thể phủ nhận là nhiều người Mỹ thực sự đang phải đối diện với bóng ma của sự nghèo đói. Đành rằng 80 tỷ đô la Mỹ là một con số không hề nhỏ trong thời điểm hiện nay, song quyết định của Hạ viện Mỹ chắc chắn sẽ còn gây nhiều tranh cãi và đây rõ ràng không phải là một giải pháp hay để tiết kiệm số tiền này cho đất nước bởi nó sẽ gây ra những tác động tiêu cực không nhỏ đối với toàn xã hội Mỹ. Trong phần tiếp theo của Truyền Đông Truyền Tây ngày hôm nay, chúng tôi xin dành thời lượng để nói về cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung năm 2013 vừa kết thúc tại Washington DC, Mỹ vào sáng ngày 12 tháng 7 theo giờ Việt Nam sau 2 ngày làm việc. Với các phiên thảo luận được mô tả là thẳng thắn, chân thành và mang tính xây dựng, vòng đối thoại năm nay đã đạt được nhiều bước tiến mới nhằm thu hẹp bất đồng và mở rộng hợp tác trong quan hệ song phương giữa hai nước Mỹ và Trung Quốc. Kết thúc vòng đối thoại chiến lược Mỹ-Trung 2013, hai bên đã đạt được nhiều đồng thuận cùng những kết quả quan trọng và tích cực. Về kinh tế, Washington và Bắc Kinh đã nhất trí sẽ khởi động cuộc thảo luận về hiệp ước đầu tư song phương Trung-Mỹ sớm nhất có thể. Về vấn đề an ninh, giới chức Mỹ và Trung Quốc đạt được cam kết sẽ tổ chức một đối thoại và các cuộc tập trận chung. Ngoài ra, vòng đối thoại năm nay đã tạo ra một số tiến bộ, trong đó có việc đưa vào hoạt động nhóm công tác chung về an ninh mạng và nhóm công tác chung về môi trường. Giới chức hai nước hy vọng kết quả đạt được trong cuộc đối thoại lần này sẽ dẫn tới những hành động cụ thể nhằm tăng cường tin tưởng lẫn nhau, củng cố hợp tác, gạt bỏ bất đồng để đảm bảo quan hệ Mỹ-Trung phát triển ổn định. Trước tình hình nền kinh tế thế giới đang phát triển theo chiều hướng phức tạp, Trung Quốc và Mỹ nhất trí tăng cường đối thoại và thúc đẩy hợp tác, song song với việc tiến hành cải cách và phát triển nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi, tăng trưởng kinh tế thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh những bước tiến mới, hai bên vẫn còn nhiều bất đồng trong các vấn đề nóng, nhất là chủ đề an ninh mạng, vốn đang là tâm điểm trong quan hệ hai nước, liên quan đến những cáo buộc của Mỹ đối với tin tặc Trung Quốc và những tiết lộ của cựu nhân viên tình báo CIA Edward Snowden về chương trình do thám toàn cầu của Mỹ. Các cuộc đối thoại chiến lược Mỹ-Trung lâu nay thường được coi là cơ hội để Washington và Bắc Kinh thảo luận, đôi khi là tranh luận về các vấn đề hợp tác cũng như bất đồng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, đồng thời cũng là hai đầu tàu của nhóm nước phát triển và đang phát triển. Qua những kết quả vòng đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung lần thứ 5, có thể thấy quan hệ đối tác song phương giữa hai nước đã giảm bớt đối đầu, chuyển hướng sang hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, an ninh và môi trường. Bên cạnh những kết quả nói trên, thì sự hoán đổi vị thế ngoạn mục giữa hai nền kinh tế lớn nhất và nhì thế giới trong vòng đối thoại năm nay cũng được đặc biệt chú ý. Từ chỗ ở thế trên về kinh tế nhưng bị lép vế về an ninh mạng, giờ đây Trung Quốc đang tráo đổi vị thế này cho Mỹ. Nước đang có nền kinh tế phục hồi nhưng chìm trong vụ bê bối do thám toàn cầu. Đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung bắt đầu từ năm 2009, được xem là diễn đàn thường xuyên và toàn diện để thảo luận các vấn đề quan hệ hai nước. Nhưng bối cảnh của cuộc đối thoại lần này khác xa so với đối thoại lần đầu tiên năm 2009, khi Trung Quốc được cho là nền kinh tế sáng sủa nhất, còn Mỹ lại phải vật lộn với cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế toàn cầu lớn nhất kể từ cuộc đại suy thoái 1930-1933. 5 năm sau, dù tốc độ phục hồi còn chậm, nhưng kinh tế Mỹ đã có bước tiến vững chắc, trong khi Trung Quốc lại đang có dấu hiệu xuống dốc, khiến Mỹ và Trung Quốc bước vào đối thoại với vị thế hoàn toàn khác. Vòng đối thoại đầu tiên diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu, và Trung Quốc đã tận dụng cơ hội này để nhấn mạnh mô hình tăng trưởng kinh tế của họ, cho rằng mô hình của phương Tây đang trên đà suy giảm và mục nát. Vào thời điểm đó, dù không trực tiếp đề cập trong cuộc đối thoại, nhưng đã có những đồn đoán về khả năng phương Tây phải chấp nhận mô hình G2 gồm Mỹ và Trung Quốc chung tay giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Đó cũng là thời điểm Trung Quốc tự cho mình có ảnh hưởng ngang Mỹ trên trường quốc tế và thậm chí sẽ góc độ kinh tế còn có phần vượt trội hơn Mỹ.
Vòng đối thoại 2013 lại chứng kiến Trung Quốc và Mỹ ở tình thế trái ngược. Trong bài phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob Lew khẳng định kinh tế Mỹ đã tăng trưởng 40 tháng liên tiếp và đang được củng cố vững chắc. Ngược lại, kinh tế Trung Quốc lại đang trải qua sự chuyển đổi mang tính hệ thống khi những thay đổi căn bản trong chính sách đòi hỏi phải duy trì tăng trưởng trong tương lai. Ông Lew đã liệt kê ra một loạt lĩnh vực mà Trung Quốc cần cải thiện hoặc thay đổi, từ lĩnh vực tài chính, an ninh mạng đến quyền sở hữu trí tuệ. Vị thế kinh tế của Trung Quốc tại vòng đối thoại 2013 đã bị đảo ngược khi họ không còn có thể chỉ trích Mỹ về sự yếu kém trong hoạt động giám sát hệ thống tài chính và các tập đoàn tài chính ngân hàng lớn như trước. Trái lại, Bắc Kinh đã bị Mỹ nhắc nhở về việc phải thay đổi các chính sách kinh tế. Bên cạnh đó, tấn công mạng, an ninh mạng đã thay đổi cuộc chiến tỷ giá đồng nhân dân tệ, trở thành vấn đề gây tranh cãi, xung đột bậc nhất trong quan hệ giữa Mỹ với Trung Quốc. Khó có thể thống kê hết các cáo buộc và tranh cãi nảy lửa giữa Mỹ và Trung Quốc về vấn đề tin tặc, gián điệp mạng diễn ra liên miên trong suốt 5 năm qua. Từ các chuyên gia an ninh mạng tới chính giới và cả quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã nhiều lần lên tiếng cáo buộc, chỉ trích đích danh tin tặc và tình báo mạng Trung Quốc đã tấn công, đánh cắp những thông tin bí mật quốc gia của Mỹ về cả an ninh, kinh tế, quân sự và khoa học công nghệ. Washington cho rằng tấn công mạng có thể gây ra hậu quả thảm khốc như một trận trân châu cảng trên mạng với nước Mỹ. Dù vấn đề an ninh mạng lâu nay vốn được xem là ưu tiên cao hơn từ phía Mỹ, song trong đối thoại lần này, Trung Quốc đã không bỏ lỡ cơ hội nhắc nhở Mỹ khi truyền thông Trung Quốc đồng loạt đăng các bài bình luận về những tiết lộ động trời của cựu nhân viên CIA Edward Snowden nhằm chỉ trích việc Mỹ sử dụng tiêu chuẩn kép trong vấn đề gián điệp mạng với Trung Quốc. Những tiết lộ của Snowden là một sự phủ nhận rõ ràng những lời khẳng định của chính quyền Obama cho rằng Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh mạng toàn cầu, vốn được Mỹ sử dụng để tăng cường sức ép với Trung Quốc. Phát biểu sau khi cuộc đối thoại chính trị và kinh tế cấp cao giữa hai nước kết thúc, đại diện của Mỹ bày tỏ nước này thất vọng bởi nhà chức trách Trung Quốc không dẫn độ Snowden về Mỹ. Chúng tôi thất vọng với cách nhà chức trách Bắc Kinh và Hồng Kông xử lý vụ Snowden, vốn làm xói mòn nỗ lực xây dựng lòng tin cần thiết để xử lý các vấn đề khó khăn. Tuy nhiên, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì lập tức bênh vực hành động của Hồng Kông cho đây là hành động tuân thủ đúng luật pháp. Về trường hợp Snowden, chính phủ Trung Quốc tôn trọng cách xử lý đúng theo quy định pháp luật của chính quyền Hồng Kông. Cách tiếp cận của họ là không thể chê trách. Sự chú ý của Trung Quốc đến vấn đề an ninh mạng cho thấy hai bên đã đổi chỗ cho nhau so với vòng đối thoại đầu tiên. Trung Quốc đang ở thế yếu hơn khi không duy trì được những thành tựu kinh tế. Bắc Kinh còn bị chỉ trích mạnh mẽ vì thái độ bề trên trong lĩnh vực an ninh mạng cũng như các vấn đề tranh chấp biển đảo ở châu Á. Do đó, Trung Quốc không có nhiều thứ để đem ra mặc cả với Mỹ trong vòng đối thoại lần thứ 5 này. Trung Quốc cũng không thể giúp Mỹ trong các vấn đề cấp bách hiện nay như rút quân khỏi Afghanistan, kiểm soát bất ổn ở Trung Đông hay thậm chí cả trong vấn đề Triều Tiên. Rõ ràng, đối thoại kinh tế và chiến lược Mỹ-Trung 2013 nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía Trung Quốc, trong khi phía Mỹ xem ra không còn sốt sắng nhờ thời điểm 2009. Dù vậy, vòng đối thoại năm nay vẫn được đánh giá là khúc dạo đầu để hai cường quốc hàng đầu thế giới này cùng nhau xây dựng một mối quan hệ nước lớn kiểu mới, theo hướng năng động và sáng tạo, tăng cường hợp tác thay vì cạnh tranh và đối đầu. Chuyện đồng chuyện Tây ngày hôm nay xin được dừng lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.